đến cái phần tiếp theo là cái kịch bản hàng ngày các ông phải làm gì để trở thành một chuyên gia à, phải làm gì để hàng ngày hàng ngày ông phải làm gì để ông trở thành chuyên gia Đây, công việc hàng ngày các ông phải làm không bao gồm nói chuyện với bảy cái công việc kia thì công việc thứ nhất những công việc cần làm để duy trì việc hiện diện đa kênh một hàng tuần có ít nhất một cuộc phỏng vấn mỗi tuần có ít nhất một cuộc phỏng vấn 52 buổi phỏng vấn một năm điều gì mới có, TV, đài, báo giấy, hoặc không thì phải làm trên postcard, làm kênh phỏng vấn riêng của mình, một tuần phải ít nhất một live stream có ý nghĩa với với khách hàng tiềm năng, từ gạch chân từ có ý nghĩa. Lúc đầu thì nó chưa đông, nhưng mà sau đó đông, phải live stream có ý nghĩa đừng có live stream bán hàng like cứ bán hàng với live stream làm gì phải có những cái live stream không bán hàng có ý nghĩa với khách hàng mình một cái live stream và tốt nhất là dùng bisu live nhá cái tốt nhất là ghi vào đây. bisu live bởi vì nó đa kênh rồi cùng lúc đa trên đa kênh ông nói một câu nhưng mà vừa youtube vừa facebook vừa fanpage luôn bisu bỉm sữa dễ như mẹ bỉm sữa bisu live com vào đăng ký hoặc tí nữa xuống dưới kia đăng ký theo tháng 6 tháng 1 hoặc 1 năm một cho rẻ mấy trăm nghìn một tháng thôi Bisulai tại sao các ông lại đăng ký thì nó lại tốt hơn bởi vì các ông trả tiền ấy các ông sót tiền các ông phải làm Thế ngày trước khi có Bisulai tôi dùng một cái của dịch vụ tương tự như vậy nhưng mà không được đa kênh của nước ngoài giá tiền đắt hơn một chút xíu thì nó tương tác các ông nhìn thấy đấy của tôi nó xanh đỏ tím vàng tặng hoa chơi sổ số vân vân đấy công luyện đi bisulai so like. bisulai.com so like đăng ký ra rồi luyện trên đấy bisulai so like. thì khi làm 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 đa kênh làm trên cả profile cả page cả youtube luôn làm trên đa kênh luôn làm một phát được ba kênh luôn tiết kiệm thời gian một tuần ít nhất một cái like có ý nghĩa với khách hàng tiềm năng muốn học có ý nghĩa là gì thì vào IPS Tiếp theo Nếu bạn chưa phải là người khổng lồ Thì một tuần Một tuần Phải có một like Cùng với người khổng lồ Đứng trên vai người khổng lồ Chiến lược cực hay Đứng trên vai người khổng lồ Như vậy là Có 52 cái phỏng vấn như vậy Phỏng vấn có thể làm like Nhưng mà Theo tôi Phỏng vấn tốt nhất Là nên làm offline Tại sao lại như vậy? Bởi vì mình có thời gian biên tập lại nội dung Bởi vì khi mình hỏi Người ta có thể trả lời lôm côm không đúng theo thị trường mục tiêu của mình Nên mình cắt bớt những cái câu không cần rác đi Cắt bớt thì không phải ai cũng đủ cái năng lực để trả lời ngon cho mình Thế thì mình mỗi một tuần mình làm Và cái kỹ thuật phỏng vấn ở đây Ta đã được học rồi gọi là kỹ thuật phỏng vấn gì ạ Còn nhớ không Đúng rồi kỹ thuật phỏng vấn qua vai kỹ thuật phỏng vấn qua vai, nó build thương hiệu bạn lên rất là nhanh. Tiếp theo, chỉ số thứ tư, đó là tập loạt ít nhất hai trăm video lên kênh YouTube của bạn mỗi năm, tức là trung bình một ngày làm việc là phải một video.ít nhất hai trăm video lên kênh YouTube của bạn mỗi năm. Tiếp theo đây là điều mà tôi bắt đầu làm xuất bản ít nhất một cuốn sách mới hoàn toàn mới mỗi năm thứ sáu ừ, thứ sáu tặng ít nhất ba nghìn ebook một năm quá dễ ít nhất ba nghìn ebook một năm quá dễ tức là mình phải có ít nhất ba trăm ba nghìn lít một năm đấy này thì quá dễ tôi làm là một tháng khoảng năm nghìn 3 nghìn, 3 nghìn E-book E-book hoặc là book nhá E-book hoặc là book Học tôi rồi thì book hay e-book không quan trọng Rồi tiếp theo 7 7 Ít nhất 20 bài diễn thuyết một năm Không lý do No exception 20 bài diễn thuyết một năm Bài diễn thuyết À diễn thuyết là presentation Speech 20 bài trình bày một năm hai bài diễn thuyết một năm không biết lý do nếu không làm được tối thiểu những điều này không bao giờ bước vào thế giới những người bán hàng giá cao hết đây là tối thiểu tối thiểu và tất cả những cái bài này đều phải là có ý nghĩa với thị trường tiềm năng các loại đâm chém giết hiếp dọa ma người ta ấy, thì sẽ có lượng view cao nhưng tuyệt đối không bao giờ làm điều đó vô nghĩa đọc xong chả có nghĩa gì với người ta ấy. nó phải có ý nghĩa là thế nào có ý nghĩa là giúp người ta nhận thức được một thứ mới hoặc thay đổi một hành vi mới tốt đẹp lên rời bỏ những điểm a xấu cũ tiến tới một điểm b tốt đẹp mới các ông cứ đi 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 đến nơi nào nơi đất đất phải nở hoa thì nơi đấy là một cái đời có ý nghĩa cứ làm những điều như thế có ý nghĩa như vậy trả lời một cái bài phỏng vấn trả lời cũng phải có ý nghĩa diễn thuyết có ý nghĩa làm live stream có ý nghĩa tặng sách sách phải có ý nghĩa sách nhảm là không được làm video chẳng có ý nghĩa